Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lâm TV. Mình là Hào Ăn Đại. Và hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục series 24 giờ cắm trại. Và hôm nay thì tụi mình sẽ cắm trại tại Hồ Cần Nơm nha các bạn. Và cắm trại theo là Bingo. Thì Đại có biết lực chơi Bingo không? No. Bingo là gì á? Thì nói chung là Bingo là nó giống như trò chơi lô tô của Việt Nam. Nhưng mà hai dãy Việt Nam mình kêu là King, một hàng ngang là King. Còn nước ngoài kêu là Bingo nha các bạn. Thì ra ông là người nước ngoài, ông hiểu được cái trò chơi Bingo luôn. Đó thì đó. Và bây giờ thì không nói nhiều nữa, dứt luôn cái này. Dứt luôn. Và nếu các bạn thích series cắm trại thì các bạn nhớ like mạnh tay để ủng hộ ba anh em tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đủ 100k like tụi mình chốt 25 đi. Yes. Let's go. Và bắt đầu vòng 1 là Bingo đồ vật nha. Ekip đã chuẩn bị sẵn cho ba anh em mình là 32 món. Và ở đây mỗi anh em mình sẽ là được chọn là 16 món. Và sắp thành 4 hàng ngang. Mỗi hàng ngang sẽ là 4 món. Ai mà được hàng thẳng, hàng ngang hoặc là hàng chéo là sẽ được Bingo. Và ai Bingo thì sẽ được cái liều. Quá mép. Ngon ngon. Top 1 Bingo. Còn bên đây top 2 là một cái lều câu cá đó, ra ngoài hồ câu cá luôn. Và đây là dành cho ai không được Bingo ấy, một cái gọi là sinh tồn. Đại đúng không Đại? Dạ, dễ gì. Cái người tối nhiều nhất là cái người vào quá không? À, vậy hả? Chuyện khả năng là Đại các bạn. Rồi ok, hiểu luật chơi chưa hai người anh em của tôi? Không, chắc là không rồi. Này chơi sao hắn? Ok, thì để chơi cái này thì tụi mình cần phải có người kêu. Mỗi người tụi mình sẽ là kêu một món đồ, ai có thì sẽ lấy món đồ đó ra thuộc về mình. Và khi nào các bạn lấy đủ một hàng chéo, dọc hoặc là ngang là được Bingo. Ok, gọi là kinh á. Kinh trong lô tô á. Hiểu rồi. Hiểu sơ sơ rồi đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bốc thăm coi ai sẽ là người kêu trước và người kêu cuối cùng. Thường thì ăn nó rất là nhỏ nên là thôi cho Đại bốc trước. Tôi bốc luôn. Đằng sau nữa. Ôi trời ơi, số 1. Oh! Số 1 là chơi cuối cùng đúng không? Đúng, số 1 là ngon nhất không? Số 1 là em. Rồi tiếp theo. Dứt luôn. Mình là khỏi bóc nha các bạn. Gì đấy? À, số 2. Lần sau nữa vậy. Hai người anh em đó gánh tôi các bạn. Còn mình là số 3 nha các bạn. Và trong lúc mà người nào ra chọn đồ thì hai người kia phải chui vô liều. Để em thôi thấy cái người khác chọn đồ thì bích giống sao đúng không? Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Ok. Thì em với anh vô liều đúng không? Đúng rồi. Lại báo trọng nha. Ủa tôi tưởng số 1 tôi chơi cuối chứ. Get go. Anh em mình chui vô liều lẻ cho ngẩn làm việc đại ơi. À, dạ hiếu cha vào ăn rồi. Chết. Cho một chai tương ớt đi. Đại kéo liều lại. Cần sự kiên tư. Mình bóp số 1 và mình phải bóp đầu tiên nha bạn. Và bây giờ bắt đầu đi siêu thị thôi. Chà, đi siêu thị còn có con xe kéo này nữa. Hết sảy. À, tôi lấy tấm chiếu nha. À, tấm chiếu ha. Ừ, tôi lấy tấm chiếu. Mình lấy cái này mình múc nước hồ mình uống. Ôi trời, trời mưa quá, cho tụi lấy áo mưa rồi. Áo mưa đúng không? Rồi, áo mưa ha, lấy áo mưa đó. Rồi, mình đủ rồi nha. À, dạo này nách tôi hôm quá nên tôi lấy chơi lăn nách nha mọi người. Và mình kết thúc 16 món của mình. Mình sẽ đi về chỗ của mình để sắp xếp. Và mình đã chọn đủ 16 món đồ dùng của mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xếp. Mình sẽ xếp ngang 4, dọc xuống là 4. Như Hào nói là vậy vậy. Còn ly và hộp quẹt. Hết. Giờ thì chờ Bingo. Sau khi mà anh ăn xếp xong á thì mình ngồi chờ 5 phút thì ekip đã refill lại tất cả rồi nha. Cái tính anh Hào á thì mình hiểu, anh thích ngủ ngon nên mình chắc mình bít bít cái khăn giấy đi. Hả? Món cuối cùng hả? Thôi bít cái bít này đi. Bít còn à, đủ nha. Rồi tức là mình xếp luôn nha. Rồi, cuối cùng là mình nha các bạn. Chờ nãy giờ mười mấy tiếng đồng hồ hàng kia mới lựa xong. Hàng kia nó nghĩ là thế nào mình cũng sẽ bích chỗ ngủ ngon nhưng mà không. Mình sẽ chơi đồ đũa.
Tắm chiếu đi các bạn, tối có gì nằm nè. A few moments later. À, tôi nghe cái gì lõm cỏn, tôi nghe cái đó là cái nồi đúng không? À, cái giá nha. Ok, bây giờ thì mình đã chọn đồ xong và mình đã sắp nó thành là 4 hàng ngang như các bạn thấy nè. Mỗi hàng là mình sẽ có 4 cái. Rồi, bây giờ thì editor sẽ hiện luôn cái cách sắp xếp của hai người anh em của mình và tụi mình sẽ bắt đầu gọi luôn nha các bạn. Ok, số 1 gọi trước đi. Như Hào nói là mình là sẽ là người kêu đầu tiên nha bạn, vì mình bóp số 1. Ôi, tính ra lợi thế chứ bộ, cứ tưởng là số 1 là lỗ. Và chiến thuật lần này của mình á là mình chọn những món mà người khác không muốn sử dụng và lấy nó các bạn. Mình chủ yếu là mình muốn chỗ cũng tốt thôi, không quan trọng đồ ăn hay gì hết. À, đầu tiên tôi gọi cái ly. Tôi chắc chắn là đâu có ai rảnh đâu mà lấy cái ly này về làm cái gì. Lâm. Hả? Cái gì ra? Cái quẹt. À chết, tôi lại không có. Chán thiệt chứ. Cái quạt trong cái hộp quẹt. Không có gì chứ nghe chả. Tới mình nha bạn. Cái gì ra? Hôm qua về quê đi xe khách, chài lằn nách. Trời ơi. Bất đề hiếu. Sao? Nào nha. Ghê rồi. Trời ơi, tôi biết ngay mà. Tới tôi. Tôi chọn cái này thì tôi biết là ai cũng sẽ có. Hộp quạt. À da, không có anh Năng ơi. Ai mà nói không có là người đó có mấy bạn. Hộp quạt là cái gì vậy? Tôi là có tôi. Tôi chọn cái vỉ nướng. Anh không có. Yeah. Sao? Lụm hơi nhiều nha. What? Tiếp tục là mình. Và đó sẽ là cái mền. Có ai có cái mền không? Có. Không, trời ơi. Tôi hò rồi nha. Hò. Ghê hả? Hò luôn hả? Ừ. Kêu đi, vậy là kêu cái đó lụm luôn đi. Ok không? Tới lượt tôi là tôi bingo luôn á. À, tôi chọn cái gì đây ta? À, tôi nghĩ chắc món này thì ai cũng sẽ có. Còn làm. Ai trời ơi, ai à, mình có lộn. Cái hò. Chờ nghe. Cái hò. Hò ơi, mình hò mà mình kêu là mình kinh luôn. Mình có hai đường kinh. Mình kinh cái con đao. Bingo. Ghê hả? Hiện luôn hả? Bingo. Ghê hả? Bingo vậy nào ạ? Bingo vậy hai nha anh trai. Rồi, thằng hai đi thì còn lại thằng ba. Chắc là mình sẽ biện pháp an toàn quá. Cái giọng. Có. Nhưng mà chưa kinh. Cần quá ta. Tiếp theo là tới mình. Mình thì còn có một dòng mà. Mà chọn cái chén. Hào có không? Đi luôn rồi. À vậy cho tôi xin nha. Xin gì vậy? Bingo. Đủ luôn. Mình là mình bingo dòng đầu tiên. Sau khi ăn nó được bingo thì mình tổng kết lại là mình được là 4 món nha bạn. Đó. Là giỏng mà với lại là cục cồn với chai lăn nách thì khá là phế. Chắc hồi mình tặng cho ăn lăn nách tại nó hơi nách. Đùa thôi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi lại review liều. À dạ. Rồi đại có cái liều của top 1 bingo phải không? Bích được mấy món rồi đại? Bích được 6 món. Quả chiến luôn, top 1 mà còn được 6 món nữa. Cái quẹt, cái vỉ, hộp quạt, dao, chai lăn nách, cuối cùng cái mền. Thôi cũng xin phép anh em tôi đi ngủ dắt hả? Top 1 các bạn ơi. Tiếp theo là ăn. Dạ, top 2. Rồi đồ gì á? Fan. Tôi thì mình thì có tới 5 món mấy bạn. Và mình có một cái võng, ly, cồn, chén, hộp quạt và cuối cùng là vị nướng. Chưa hết. Ghê vậy. Có thêm cái liều. Ha. Boy. Ngon á. Cái này chắc là... Ủa, cái này tưởng liệu câu cá các bạn. Mà có thiệt mate đồ sướng với ta. Cái này tôi nghĩ là cái loại câu cá nâng cấp á. Nhưng mà liều này mộc mạc lắm. Liều của ông mới sang trọng á. Thôi được rồi. Thôi đi ngủ rồi. Rồi ok, tới mình. Thanh niên gọi là nhỏ nhất hôm nay các bạn. Mình sẽ làm liều nha. Ok. Có cái võng này chắc văng võng xong mình văng cái tấm bạc này lên chắc là ok á. Rồi, mình thấy ở đây có hai cây cột. Khá là im luôn. Văng võng ở đây là đúng bài luôn rồi các bạn. Bởi buồn lắm, đôi lúc là mình cũng thèm cảm giác ngủ liều bữa nay các bạn.
Nhưng mà thôi, nằm võng gió thổi hiu hiu đồ nè. Quay ra cho anh em coi nè, trời này mà nằm võng thì thôi, còn cái gì bằng nữa. Chiêu kìa. Hy vọng tối thêm tí gió nữa là đẹp. Bây giờ thì võng thì mình đã văng xong rồi, nằm tép thử luôn. Coi đây gọi là top 3 các bạn. Trời ơi, top 3 là rút cuộc là tưởng không ngon, ai về là nằm ở đây là ngon không tưởng nha. Hả? Cho thêm 500 gió nữa là vi vu chiều nay. Lấy tấm bạc văng ở đây nữa cho mát, che nắng che mưa cái nữa là ok. Rồi, ở đây thì mình thấy hai cái cột này nó khá là thuận lợi để mà văng cái tấm bạc đó các bạn. Trời này thì rất có thể là chiều nay có thể là sẽ mưa đó. Đó, tí nữa mình sẽ cột dây vô chỗ này nè. Rồi chỗ này thì mình lụm được hai cái cây nè các bạn. Đó, cái cây này với cây kia. Thì mình sẽ lấy hai cây mình chống lên đây. Với chống một cây phía bên kia là nó sẽ ra một cái mái nha các bạn, để che nắng che mưa. Và đặc biệt thì ở đây như các bạn biết là mình không có dây các bạn. Có lẽ là cái tấm bạc này nó rất là to nên là mình sẽ dùng nó để làm dây luôn nha các bạn. Xé thử rồi. Ô. Oh! Ok các bạn, mình sẽ xé nó ra làm dây luôn nha các bạn ơi. Đấy. Tấm bạc quá to. Ok các bạn, nhưng mình xé thì các bạn thấy không? Tấm này ngắn thì mình để đây các bạn. Vì mai mình gom lại dục, còn tấm này thì chắc là ok rồi. Đây. Đây các bạn. Đó các bạn thấy không? Với cái kinh nghiệm của mình đi cắm trại thì các bạn biết rồi, tấm này cũng ok nha các bạn. Rồi, mình dục luôn, giờ xé lại tiếp các bạn ơi. Ok các bạn ơi, sau khi nãy giờ mình làm nguyên một buổi trời không biết bao lâu nữa, chắc cũng phải lay quay gần nửa tiếng, tiếng gì cũng không biết anh em. Xong rồi. Chỗ này thì mình sẽ chảy ra luôn nha. Đó. Nói chung là đây có lẽ cũng là lần đầu tiên mình làm kiểu này luôn các bạn, nên là hơi thiếu kinh nghiệm chút, nên là có gì thì anh em cứ bình luận nhẹ nhàng nha, đừng có chê gì nhiều quá nha mọi người. Okay. Cảm ơn mọi người nhiều. Chỗ này khá là êm. Đây mình có một cái mền á. Rồi, che nắng che mưa. Chúc các bạn một ngày vui. Và sau khi vòng 1 kết thúc thì tụi mình cũng đã chọn lều và vật dụng xong rồi. Tiếp theo vòng 2 của tụi mình sẽ là bingo đồ ăn. Đó, và ở đẳng thì ekip có chuẩn bị sẵn cho mình là 32 món ăn các bạn. Và cũng như buổi sáng mỗi người sẽ chọn ra 16 món. Ok. Và để công bằng thì tụi mình cũng sẽ bốc thăm, nhưng mà tụi mình sẽ sử dụng khẩu trang để bịt mắt. Đó. Ok. Và ở đây tụi mình có một cái bàn nữa nè, ekip đã chuẩn bị. Ở đây chúng ta sẽ ngồi vào đây và bịt mắt lại, thì đương nhiên người bưng qua sẽ không thấy đồ ăn của người khác. Đó. Ok. Okay. Rồi, hiểu rồi. Đầu tiên là chúng ta phải bịt mắt vào. Sau đó chúng ta bóp thăm. Bóp thăm cái á. Bóp thăm cái, bóp thăm cái. Rồi, lại sao đi. Mình chơi trước luôn nha. Số 3. Số 1. Số 2. Ô. Số 1 ngon hơn. Anh lớn rồi. Anh lớn. Anh sẽ nhường em út. Anh ảnh già mà anh láo thiệt chứ. Số mấy vậy? Cái gì vậy? Em số 1 mà em còn chơi nè, anh số 3 nè. À, số 1 là ngon. À. Rồi. 1, 2, ôi sao đúng vị trí quá vậy? Ừ. Rồi thì chỉ có thay đổi thôi. Mời hai anh về chỗ bịt mắt ha, em đi lấy đồ á. Rồi, ok ok, get go. Tốc độ luôn. Wow, nhiều đồ ăn quá vậy. Đầu tiên là chắc cái này đi. Bánh giò. Tú đại. Bỏ vô lẹ. Mình làm lẹ bạn, Tú nó ghét mình lắm, nó quýnh mình nó mệt lắm. Này sưng, này sưng, này này sưng gơm nha. Này chiến bắc hảo. Phô mai con bò buồn. Rồi món cuối cùng. Bánh gạo. Vô Tú đệ ơi. Mời anh sắp xếp. ơi trời ơi, à trời ơi, thôi dục đại đi, sắp xếp gì nữa. What? Mình là người chơi may mắn mấy bạn.
Sau khi ship xong tất cả mọi thứ thì mình có biết nhiệm vụ của mình rồi. Đeo khẩu trang vô và mời người thứ hai thôi. Ai người thứ hai ta? Tôi á. Tú rồi, có dắt đi không vậy? Thầy da. Rồi, mình nói thiệt các bạn á, thằng Đại là thế nào nó cũng biết mấy món nào ăn ngon các bạn. Nó thường ăn nhiều lắm. Mình đón thế nào cũng cái này. Một nè. Hai nè. Đây, 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 cái này mới gọi là bí kíp. 15. Và một món cuối cùng. Đây. Rồi, vô. Ê dạ. Không. Nè, nè, đó. Bên đây hả? Đúng rồi. Số gì? Anh em tầm nhìn hơi hạn hẹp, anh em thông cảm. Rồi, đúng vị trí anh chưa? Đúng rồi. Rồi. Nè, chuyển đồ cho anh ship nè. Tốt lắm. Cuối cùng là mình là con số 3 và mình tới lượt của mình này. Mình thì không có như số 1, số 2 làm đâu. Cực khổ, màu mè các bạn, đi qua đi lại chi. Mình búng một cái là ra. 3, 2, 1. Xong. Ghê chưa? Nhanh, gọn, lẹ. Rồi, chơi luôn Hào ơi. Ok, bây giờ thì ba anh em mình mở cái bịt mắt ra đây. Bây giờ mới thấy được ánh sáng mọi người ạ. Và vòng 2 này thì nó khác vòng 1 ở cái là chỉ có một bạn duy nhất trong 3 anh em mình bingo thôi. Và bạn đó sẽ được ăn hết tất cả những cái gì trên bàn bạn đó chọn. Còn hai người kia là dừng luôn nha bạn. Là chỉ có duy nhất một bạn thắng thôi. Hiểu không hai người anh em của tôi? Rồi, hiểu. Ok, bây giờ thì số 1 kêu số 2 trả lời. Bé Đại, kêu cái gì mà anh thích thích cho bé Đại. Vô nè. Nè, Đại ơi. Là tin. Lắm. 10 điểm cho bé Đại. Rồi, đây rồi em. Kêu cái món mà anh có luôn. Hả? Quá tốt. Mình sẽ kêu một cái món gọi là tăng lực. Ôi trời ơi, không có. Quá đã. Số 3 đâu? Số 3 uống dữ rồi trời. Trời ơi, vô hại, vô hại, vô hại. Ngồi bên đây mà nghe nó ực luôn các bạn. Nể luôn. Hơi khát nước, không cảm một xíu. Tôi kêu cái món này tôi chắc chắn ông cũng sẽ có. Bắp bao tử. Quá tốt. Đúng là cốt của tôi. Tư duy quá tương đồng. Món này luộc lên ăn hơi lạc các bạn. Hơi lực mình. Tôi nghĩ món này không ai có đâu ha. Mì cay. Chết tôi rồi. Mì cay hả? Em quá ngon. Tốt. Mình không có. Sắp bingo rồi mà vậy chết rồi. Chờ rồi nha. Tới lượt mình kêu cái món này từ hồi nãy giờ là nước liên tục. Đây. Sweet tea. Yeah. Rồi tốt rồi, không cho cái ống hút luôn các bạn ơi. Vậy thì sẽ là nhất dương chỉ. Mình thấy là đại ca làm hay gì nào các bạn. Đua. Ghê. Tới mình. Mình thì biết mọi người ai cũng sẽ có món này. Nên mình kêu bánh bao. Bánh bao nha. Rồi, cái hò nha. Tôi là thiên báo là tôi hò đó. Bánh bao hồi ăn luôn. Nó ăn thịt được á. Thử cái coi. Ngon chứ. Tiếp đại ơi. Mọi người kiểu mình ăn á, mình dừng cái đổ lại á. Tại vì em bingo. Yeah. Phô mai con bò cười. Bingo. Thì để ăn hết rồi đúng không ta? Đấy quá. Rồi mình sẽ buffet đây. Rồi tiếc quá các bạn. Mình còn có cái bánh cago nữa là mình thắng rồi bạn. Được bingo kinh rồi. Giờ kết quả không được thì thôi, còn miếng phô mai con bò cười nữa, không đủ nhét cái răng mình nữa. Rồi không biết bạn già mình sao nữa, sao rồi Cốt? Tôi thì cũng không vui gì ông, mà tôi á, ông còn cái phô mai đúng không? Tôi không còn món nào luôn, ăn hết 4 món rồi. Và cái món mà mình sắp bingo là cái món Masafudo. Trời ơi, thêm cái món này nữa là mình bingo là mình có thể ăn tất cả các món trên đây rồi. Bao nhiêu đồ ngon mà không được ăn. Mới 4 món mà chưa đủ xí răng nữa. Không sao, lần này mình rút hết kinh nghiệm. Mình sẽ phục vụ lần 3. Rồi, trưa nay thì tôi với ông giảm cân nha anh ơi.
hẹn vòng 3 sẽ phục thù đại nha các bạn. Rồi sau khi mình và ăn có một cái buổi ăn trưa thật là tuyệt vời. Vâng. Đó thì bây giờ là đến buổi hoạt động ngoài trời. Thì như lần trước mình tới đây là mình có chơi đánh cầu lông á, ăn nhớ không? Dạ. Nhưng mà hôm nay là nước nó ngập lên quá trời các bạn, nên là mình chuyển sang là mình chơi đá banh. Và trước khi chơi thì ekip chuẩn bị cho mình ở đây là 9 món đồ. Coi có gì đây. Nước suối, cồn, nồi, dĩa nướng, chảo, bếp cồn, lưới đánh cá, than và một cái hộp quạt. Và luật chơi mình đơn giản thôi. Ở đây có một cái trái banh. Đây một cái trái banh. Và thủ môn David Đà Tú mình vừa mới mướn ở Bình Dương vậy các bạn. Chụp ghê lắm. Mấy này nghe nói là trốn gậy trái banh suốt. Rồi mỗi người sẽ được suốt gọi là 3 trái. Cứ suốt vô một trái là mình được bích một món đồ. Ngon. Ok không? Ok. Dạ. Rồi bây giờ thì ai đó trước đây? Bà trắng bà đen đi ba ơi. Đương nhiên rồi, cái này là phải phân loại. Tại vì á, nếu mà mình đá trước mình vô trước một trái á thì mình có thể bích đồ ngon. Đúng. Như tôi nè, tôi biết thằng này nó không có hộp quà. Được rồi. Vô chơi đi, đừng có bàn lận gì nữa hết á. Nhiều gà ít bị nha. Vô. Nhiều gà ít bị. Rồi ít là bị á, ít là bị là làm sao? Ấm say. Ủa say. Ok mình đá 2. Và đứng trước vạch 16m50, cầu thủ số 1 Mr. Ân. Oh my god. Tôi là cầu thủ đứng thứ nhất của Bình Dương này. Rất căng thẳng. Rất căng. Rất tập trung. Mr. Ân. Mr. Ân. Mr. Ân. Dạ. Một pha lồn hén đến từ vị trí của Ân. Dạ. Một pha rất fail đến từ vị trí thủ môn David Đà Tú. Một pha để Lộc Hán rất non. Lượt tiếp theo, cầu thủ số 2. Yeah! CGH. CGH là ai? Không phải chỉ là một cái tên. Sao không? Không gốc chữ A. Siêu. Thủ môn này có biến độ không ta? Sao không biết gì vậy trời? Sao chán dữ ta. Và cầu thủ số 3. Đại. Bí danh Cường Cập. Để coi Cường Cập đá như thế nào nha. Xương bẻ hơi kêu. Rất căng. Oh! Một pha lật cùng dọc. Đập phải đó, phải đó không vô em ơi, phải đó không vô. Anh thấy nó đập như cái tủ văng kìa kìa. Một pha sút rất căng nhưng rất tiếc cho cầu thủ số 3. Kết thúc lượt đi. Thì chúng ta có ăn vô đầu tiên. Xin mời bắt đầu. Nó quá là nhiều đồ em à. Tôi bích lưới cá nha. Wow. Tôi muốn trải nghiệm văng lưới cá vào đây xem coi ở đây cá bự như thế nào. Đúng là một người anh em tốt, chúa tể quỷ diệt các loài cá. Yes. Tới lượt mình thì nói chung là sáng mình bích cồn tè le nồi niêu mà mình. Ê, mới thấy cái hụt quẹt đây đâu rồi. Ok, mình bích hụt quẹt nha bạn. Còn mình thì mình cái gì nữa, đi ra đá lượt hai. đi ra. Còn mình á, ra đen cưng nè. Và tiếp tục đứng trước vạch 16m50. Bê tông. Liệu có làm được? Rất căng, khuôn mặt rất tự tin. Phương vào. Không vào. Wow, rất căng. Đỉnh. Và đó là một pha có lẽ mình nghĩ là bán độ các bạn. Không thể nào một quả như vậy đúng không đây? Người ta đá. Thủ môn này không được rồi. Người ta đá là canh lòn hán mấy cha ơi. Canh lòn hán nữa. Và tiếp tục là cú sút tiếp theo đến từ vị trí của CGH. Ồ, đá dưới nướng nữa, đá xà, trời ơi. Mắc cỡ quá. CGH biết đá banh không? Cường Cọp không phải chỉ là một cái tên. Rất căng. Một pha sút rất căng. À, anh cà khen người ta rồi anh biết đá mà anh. Ồ, đá dưới nướng nữa, đá xà, trời ơi. Mang dép nó đá không được. Thằng này đúng là để mưu em của mình các bạn ơi. Được đá 2. Rất tiếc hai anh em mình không có đây. Có mình vô à. Mình chọn than nha. Boy. Và đây, lượt đá cuối cùng. Vuốt tóc nè, đi bộ từ từ, vuốt rau. Tôi đề nghị David Đà Tú tập trung. David Đà Tú. David Đà Tú. Không vào. Một pha cản phá rất tuyệt vời, không vào. Cà khịa đi, tí không vô luôn nè. Và đây sẽ là một cú sút 10 vạch 16m50. Không vào. Không vào. Trời ơi. Cái yếu nó gắt là to mồm. Mắc cỡ quá. Cường Cọp. Lượt suốt cuối cùng của Cường Cọp. Liệu Cường Cọp có đạt được chửi ba trận hắn liên tục. Chửi ba. Rất căng. Sao gì mà lại đang nghe thiệt. Sao
bóng sảy luôn á. Vậy cái này ghê thiệt các bạn. Con cọp cỡ dài là một câu chuyện khác. Sau khi kết thúc 3 lượt thi đấu thì ăn mấy điểm? À, 2 điểm. Ok, mình 1 điểm. 1 điểm và em chọn luôn ha. Ok. Nè em lấy cái này đi. Điện quá, lấy này nè. Lấy gì à? Lấy cái chảo. Rồi. Để làm gì? Ủa? Ai chảo đi. Bây giờ thì trò chơi đá banh đã kết thúc nha bạn. Tụi mình sẽ chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Tiếp tục sẽ là bingo buổi tối. Chắc chắn là những món đồ ăn các bạn, nhưng mà không biết là đồ ăn gì thôi. Sau vòng đá banh thì mình được một cái lưới các bạn. Đây là cái lưới mình chọn. Và bây giờ thì mình sẽ ra ngoài kia mình giăng thử xem coi tối nay cá nó có vô cái lưới của mình hay không nha. Mới đi được một đoạn đường xíu thì mình thấy có cái bẫy của không biết của ai á mày. Con chú hay anh nào ở văn nè. Để coi có cá không nha. Cái bẫy này người ta gọi là bẫy gì mọi người? Mọi người biết comment bên dưới nha. Sao không có con nào hết vậy? Hình như cái bẫy này không dính một con cá nữa các bạn. Nó rất là dài luôn á. Từ bốn cái chỗ mà tối đi tới thằng đây là chắc cũng phải 100 mét. Không có một con cá. Giờ cái bẫy này mà mình biết rằng là mình phải nên ra ngoài kia mới có cá, chứ đây không có nè. Không nhận lưới ở đây được. Ok. Mình đi một hồi thì mình nghĩ là mình đã đi hết cái phần bờ rồi. Và bắt đầu nước nó đã tới cái cần cổ của mình. Và mình sẽ giăng lưới tại đây. Tối nay mình không tin mấy con cá nó không lên bờ nữa. Lưới bán thì mình cũng đã giăng xong rồi. Mình giăng từ ngay cái đầu cây bên kia tới bên đây. Chán ơi kiếp, chứ chuẩn bị cái lưới gì đâu có 5 mét à. Quỷ tú này, phải chuẩn bị cái lưới mà phải 100 mét mà mình kéo ngoài kia. Ngon biết mấy. Còn bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm tắm hồ. Tự nhiên ra ngoài đây cái mình cảm thấy mát quá bạn, nên mình phải tắm. Có đĩa à. Ra đây mà không tắm hơi phí. Ơi, đây có bông sen nè. Bông sen hay bông súng ta? Ôi chết. Sao có một chiếc dép nổi à? Còn chiếc dép còn lại đâu rồi? Ôi chết rồi. Tôi bơi. Cái tôi quên cởi dép ra, giờ chìm hết chiếc rồi mọi người. Làm kiếm à? Giờ kiếm nè. Rồi, bây giờ thì trời tối rồi bạn. Và trời tối thì tụi mình sẽ tiếp tục chơi bingo để chọn đồ ăn tối. Và tối hôm nay thì khác buổi sáng là mình có tới 25 món vô ekip chọn luôn. Đây. Oh my god. Mỗi người đều có 25 món giống nhau, nhưng mà sẽ khác thứ tự. Tí nữa là anh em có quyền 6 chọn luôn. Và tối nay mình sẽ chơi giống lô tô. Mình là người sẽ kêu nha bạn. Đó, giống như mình kêu là sầu riêng. Là đại có sầu riêng, cái hàng đại nó vô hàng ngang là nó thắng. Bingo, hiểu luật chơi cho anh em, còn gì thắc mắc không? Ủa cho em hỏi nha, cái món mình lấy mình có được ăn không ta? Trời ơi, đương nhiên là không rồi các bạn. Tại các bạn biết sao không, sáng giờ á là ai cũng có đồ ăn hết á. Nên là tối này là ai mà gọi là không được bingo là mình sẽ không được ăn món nào trên bàn luôn. Và hạng nhất thì sẽ được tất cả các món lấy được cùng với một set đồ siêu cấp. Hạng nhì sẽ có một set đồ trung cấp cùng với những món mình lấy được luôn. Còn hạng ba là được một cái cù bắp thôi em. Mặc mấy được không anh trai? Nói chung là anh cũng không biết nữa, em vô cù bắp đi rồi em biết. Để tôi dán vô ha. Và bây giờ thì 5 phút xáo trộn bắt đầu. Này, màu vàng qua đây. Are you ready? I ready. Get go. Rồi bây giờ thì mình sẽ sóc lên nha. Lá đầu tiên của ngày hôm nay. Tăng 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 cà chua. Dạ dạ dạ, ba là cây nến hồng, mẹ là cây xanh xanh khổ qua. Oh my god. Khổ qua của tôi. Ông bóp cái gì vậy Hào? Khổ qua. Rồi. Tiếp theo là cái số 2. Cái gì đây? Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Cơn mưa rơi bên cơn mưa rơi bên hiên à, sầu riêng. Món này ngon không? Happy không à? Thơm quá dạ. Ê. Món này rất là thơm nha các bạn. Có thằng cameraman là nó không biết ăn hả các bạn ơi. Tiếp 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 tiếp. Và cái số 3. Đấy, làm việc. Ồ ồ ồ ồ.
Su là hào. Gì vậy? Su hào. Cái gì trời? Ai ơi, anh được hàng 2 rồi nha. Cái này ho. Ai ơi, hàng 2 đây nè nha, hàng 2 rồi nha. Hàng 2. Bây giờ ai bóc bạch tuộc đi. Rồi cái số 3. Người anh em của tôi. Cù Long. Anh em Cù Long. Yep. Game này hơi khó nha, game này hơi căng á. Căng rồi. Căng á. Sao mà tôi xuống tới tầng địa ngục ở dưới đây nè. Game này hơi căng. Cái họ. À dạ dạ. Tóc của ân thì hơi đẹp, còn tóc của hại thì hơi bớt là sườn cốc lết. Hợp lý. Cốc lết. Sườn cốc lết của tôi. Ê, ba hàng ở nhà bên trai. Ở đâu ba hàng nữa hả? Ơi, thôi cái miếng nhận đó. Tới rồi. À, đừng có kêu bạch tuộc nha. Thần. Tiếp theo. Cà chua. Đây, cà chua của tôi. Có lúc nào mình gọi hết món trong đây không ta? Có khi nào gọi hết món không ta? Game này hơi lâu quá nha. Này kính đây. Ô kìa, ai như cô thăm chai nước mắm. Chai nước mắm. Sao chị nó xuống đây làm sao nữa? Chai nước mắm của tôi. Rồi kêu dầu ăn, chanh với nho là đẹp. Nè nè, kêu thì dứt luôn đi. Trời, còn chai gì nữa? Cái gì đây? Cái gì? Quả trứng gà. Quả trứng gà. Cho em bóc cái. Quả trứng gà đang. Cơn mưa rơi bên thiên hè vánh, đôi miệng trúng đường hữu đường. Hay. Miếng nha, hơi dính nha. Lòng dính á. Lâu á, hơi bị bánh cuốn. Rồi đây. Tới mình. Rồi, tôi càng dầu ăn ha. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái này là cơn mưa rơi bên thiên hè vắng, đôi mình chung đường á. Đại ơi, mình chung đường á, chai nước tương. Trời ơi, sao khó quá vậy? Ê, game này hơi khó nha. Ai kêu muốn hết luôn rồi nè. Game này tính ra, ai da. Có gì ghét thì nói, đừng có giật chỏ như vậy được không vậy? Nè, vô. Tôi, mình hàng ba rất là nhiều luôn bạn. Giờ cho hẹ với nho nữa là đẹp rồi. Nghĩ bây giờ mình là, ai cái gì vậy? Thằng đại lên hàng tư, bạch tuộc. Rồi, tới rồi, thôi xong rồi. Thôi xong tôi rồi. Ê, ông còn món nữa, ông hắn kìa, ông giấu kìa. Cái gì? Đâu, món nào? Dưa leo kìa. Trời ơi, thôi xong rồi. Anh dưa leo. Ủa, tại sao? Anh dưa leo thiệt anh kìa. Anh dưa leo. Thôi xong rồi, đại bóc cho anh cái dưa leo luôn đi, đại. Nho ơi, phù hộ tôi. Dưa leo phải không? Ôi, chơi là lộn, trái bắp. Vậy thôi hả? Tôi tưởng nó hát chứ. Tưởng nó hát không các bạn. Vô trên đây. Thôi xong rồi. Bình xe vô dưa leo nha. Nho. Cái gì đây? Nho. Rồi. Bé hay làm là bé biến ăn là chai dầu ăn. Ơi, kinh ai lộn. Ơi, anh kinh hay vậy? Rồi đúng rồi, anh Hào. Bingo. Này là bingo. Yeah. Oh yeah, chính là chai dầu ăn đã giúp đỡ tôi. Tôi là bingo. Ê quên, còn tiếp mà. Còn hàng gì mà. À, còn hàng mà. Đây. Tôi tự bóp dưa leo tôi kinh luôn nè. Ớt sừng nho hả? Ớt sừng nho. Quá hồi hộp và hấp dẫn. Cảnh mưa rơi bên phía xa. Em. Vô. Em dẹp giùm anh đi. Dưa leo. Yeah. Bingo. Quá trời phun sương rồi. Anh em mình buổi trưa hù sao giờ mình gỡ lỡ đâu mà. Vậy là ân đã kinh với cái món này nha bạn. Ok, mẹ mua cho con heo đất là con dưa leo. Bingo hàng giữa. Rồi, kết thúc chương trình. Và bây giờ thì ekip đem món ăn siêu cấp ra cho mình các bạn ơi. Wow. Đây là set cao cấp các bạn. Gồm có một con tôm hùm Alaska. Rồi. Còn sống không ạ? Ekip bữa nay quá xịn nè các bạn ơi. Chắc phải là 100.000 like rồi. Tiếp theo là một xích lẩu, một trái dưa hấu cùng với lại là một chai champagne. Còn trung cấp là gì vậy? Một chai nước suối. Ôi, tính ra tôi có một chai nước suối mà tôi nhìn thằng sơ cấp kìa, nhìn nó còn ngon hơn tôi nữa. Em trai của tôi. Hồi nãy em hỏi set củ bắp gì à? Giờ em biết chưa? Rồi biết rồi đó. Hạnh phúc không? Cũng hạnh phúc ít. Mấy điểm?
một điểm. Ok bạn ơi, nấu ăn thôi. Trong thời gian mình chờ than nó đỏ hồng lên thì mình sẽ ra ngoài đó mình hâm lưới cá. Sẵn tiện nếu có cá thì mình đem vào mình nướng mình ăn tối luôn các bạn. A few moments later. Ok. Thành quả của mình dân lưới cá các bạn. Dính quá trời luôn. Mấy cái rong riêu hay cái gì á. Nói chung thì buổi tối của mình dân lưới cá thì không có con cá nào nha. Phải buồn. Và cái lưới này ngắn quá. Trừ lương ekip nha. Sau khi chọn đồ ăn xong thì tụi mình cũng nhúm lửa xong rồi nha bạn. Đây, ba cái bếp của ba anh em mình. Rồi đại ít ăn trước đi em. Tối nay tôi sẽ ăn mì zin cay. Đầu tiên là chắc cho nước vô đi ha. Món cù bắp không? Trời ơi, cái chảo nãy giờ hâm nóng rồi, nóng nữa đã. Quá khói rồi. Trong thời gian chờ nước sôi thì chắc khui có mì. Ê, mì nó có cái trứng à. Hai anh em nè, chắc cho cái trứng không nữa. Anh á, là anh một là anh lớn. Lần nãy anh không cho em đúng không? Đúng. Rồi, nhưng mà em phải có một cái điều kiện. Phải có một cái điều kiện gì chứ. Em hú tiếng quả quả cho anh nghe. Là con quả đúng không? Thôi hôm nay mình thả cái tôi xuống xíu hả? Quả. Nghe gì vậy hả? Quả, thì ra là quả nó kêu vậy mày. Cho cái trứng. Thả cái tôi xuống là có trứng ha. Anh thích lắm em. Giờ chắc giờ nước sôi chứ sao giờ. Sao bếp đại em nung ra khói hay vậy đại? Đúng rồi, hà nó đúng rồi. Cái cây nó ướt, mới mưa đó em chạy. Cái bếp ảnh với ẩn là không miếng khói được á. Rồi giờ thì chảy nước sôi, mình đập cái quả trứng vô và mình chín nước sôi là được rồi nha. Rồi chắc anh ăn biểu diễn đi ha. Khi nào mà em dẹp được cái đống lửa đó thì nó thiệt anh biểu diễn rất là ok luôn á. Để chờ 10 phút. Nói chứ đi đây tôi quạt giùm luôn cho nè, chứ quá trời khói rồi. Trời ơi, cảm ơn ông. Đại này tốt quá. Mình á thì có một cái dĩ nướng. Hên á là buổi sáng mình bóc ra cái dĩ nướng nha. Không là mình không biết sao mình ăn với cái đống đồ này luôn nè. Rồi giờ mình sẽ chảy cái dĩ nướng ra trước. Rồi mình sẽ giới thiệu sơ ha. Đồ ăn của mình thì nó hơi ít đó nha các bạn. Ít hơn của đại một xíu thôi. Là mình có nướng á. Tối nay mình nướng thì mình sẽ ăn heo cốt lết, cua lông, bạch tuộc. Và chén miệng thì mình có là sầu riêng, nho, trứng gà, dưa leo, cà chua. Nhiều quá các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ nướng bắp trước. Tiếp theo là mình nướng cốt lết. Tiếp theo là mình sẽ cho bạch tuộc lên nướng. Rồi các bạn thấy đây là cái đũa của mình không? Cái đũa hần kỳ mọc trên cây. Chỉ có cây là có đũa. Ta nói sáng chơi bingo á thì anh em nào biết á mình bích cái đồ gấp đi. Không ai gấp hết á, không ai bích hết á. Giờ dùng cái đũa vậy nè. Xin lỗi cho gì nữa? Xin lỗi được chưa? Chấp nhận là xin lỗi. Cua lông lên. Rồi mình sẽ ở đây mình có một củ su hào này mình thấy là lạ bạn nên mình sẽ nướng mình ăn thử luôn nha. Này. Rồi giờ thì mình chờ cho nó chín, trong thời gian đó thì mình sẽ đậm quả trứng gà nướng luôn. Wow. Nướng là phải đập ra hả? Đúng rồi, nếu mà em nướng mà em để nguyên cháy thì nó bùm. Ok giờ thì chờ trứng gà chín đó là mình ăn được rồi. Cuối cùng thì cái nồi nước sôi của mình cũng sôi rồi, chờ khoảng chắc 10 phút á. Củ này hơi ướt ha. Rồi, đập trứng vô. Xôi rồi. Chờ giờ quả trứng cho nó chín chín á. Tái. Ăn tái tối mình đi. Em ăn lòng đào hả? Đâu, ăn được. Không sao, hơi ít nước nhưng mà chắc được. Rồi áp ca chở nở thôi. Mình thấy thịt của mình nó cũng đã chín tái rồi các bạn. Và bây giờ thì mình bắt đầu ướp gia vị cho nó. Đầu tiên thì mình sẽ cho nước tương vào. Làm vô đầu bếp phải không? Đấy, mình ướp gia vị kiểu này thôi, mày ướp một mặt thôi. Là nó đã thấm qua mặt bên kia rồi. Tiếp theo, cho một ít nước mắm. Trời ơi. Cục thịt này nó kiểu nó kêu là hai cho tôi. Trời ơi. Nó thơm, nó thấm à. Thơm không thơm? Thơm đúng không? Rồi, cuối cùng là một tí đường. Đường là phải vậy nè. Ôi. Cái màu ghê ném. Ném toàn ném vô ấy không à. Rồi, giờ chờ đường cho tan ra là mình có thể ăn được rồi nha các bạn. Rồi, trời ơi, mì mà có được cái trứng đập vô nó béo. Mặc dù chưa ăn. Chưa ăn mà biết béo phải không?
mà ăn mì hơi nóng á, anh trai chảy cà quẹt á. Ý là chúng ta hết với chị Lợi Dụng á, là không, như vậy á. Không, không, không. Để tôi quẹt mét cho tôi cho mượn. Lý do chừa lại đây, ăn mì cay, uống nước suối. Không điểm. Rồi, mình nghĩ là thịt của mình nó cũng đã chín rồi các bạn. Giờ mình sẽ lấy ra mà mình ăn thử luôn nha. Ồ, nó thơm ghê luôn không? Dứt luôn, dứt luôn. Thử rồi. Thơm thiệt, thơm thiệt, thơm thiệt. Thì mùi thịt heo mà. Rồi, uống luôn không? Ngăn thiệt mà dứt đi. Rồi. Sao? Hồi nãy á, mình cho cái gia vị vào á bạn. Nào là nước tương, nào là nước mắm với đường á. Hình như là nó trôi ra hết rồi, tôi lật lại cái nó trôi hết trơn rồi. Giờ nó ăn, nó nghe mùi heo rồi, nó ngọt ngọt xíu rồi. Nhưng mà cũng được, buổi tối những ngày ổn rồi. Kìa kìa, mình test thử miếng bạch tuộc đi. Có bạch tuộc. Nói chứ mình có một thằng em mà bạn. Để tối nãy đói nó thương lắm. Cưng gì đâu á. Trời, cho hai trái nó mới đều. Tâm lý. Sợ nó bị ấy bên á, nên cho hai trái luôn. Rồi tôi ăn hay là hai người đang trò chuyện với nhau vậy? Hai vô thoải mái đi ạ. Ở cái bạch tuộc của tôi cảm thấy là bắt đầu là bạch tuộc này ăn vào thì nó có hương vị của cô đơn nha mọi người. Và bị lẻ loi nữa. Là sao nữa? Hương vị này nó lạ lắm, lần đầu tiên tôi ăn được đúng không? Hương vị cô đơn lẻ loi hả? Và cuối cùng là mình sẽ chỉ qua chén miệng. Đây mình có khổ qua, nhưng mà mình cảm thấy cũng hơi khổ. Nhưng mà mình nghĩ là mình sầu hơn, nên mình quyết định ăn sầu riêng. Rồi bớt sầu chưa? Bớt sầu chưa? Sau khi ăn xong tôi cảm thấy bớt sầu rất là nhiều đúng không? Thơm kìa. Sau món tráng miệng là cái món mà không thể thiếu được bạn. Đó là uống rượu. Thôi là mình có cái ly. Bữa mình học được của ông Đại nè, chế rượu vào cái mình lắc. Sau đó mình ngửi mùi Aguardina. Sao? Ám cũng mà, ok em. Dạ. Không để tôi hả? Đi. Rồi, sau khi hai anh em mình ăn xong rồi thì bây giờ tới lượt mình nha bạn. Rồi, nguyên củ tôm. Cái lẩu. Không có cái nồi sao nấu ta? Hello. Nghe được tiếng gọi của con tim. Cái đồ lật mặt. Đã đến lúc vua đầu bếp biểu diễn. Finally. Quá hấp dẫn. Khổ quá, su hào. Đó. Sườn cốc lết. Tường. Vua đầu bếp mà. Trời ơi, phật lớn nha, phật lớn nha. Ghê không, ghê không? Không có giỡn được. Cái món này mình nói thiệt các bạn á. Number one. Mình thiếu cho ăn rồi anh trai ơi, hỏi anh trai thì sao ta? Cái gì em phải bình tĩnh vào ăn là cái món mình phải đưa vô cuối cùng. Hiểu không? Rồi. Mình để cho dưới nó phải khét khét cho nó nóng nóng cái chảo, hiểu không? Vua đầu bếp mà phải tin tưởng tôi chứ. Tiếp theo là nước mắm. Chắc. Món này mình nấu mà không biết ra cái gì luôn bạn. Chắc chắn sẽ có một mùi vị lạ. Mệt. Cua. Dạ tiếp theo. Miếng cá nữa hả? Trời ơi, miếng cá nó bị dính anh em ơi. Cá. Và không thể thiếu đó chính là dầu ăn luôn theo chân ba anh em chúng ta. Ê. Trời ơi, gì ghê vậy? Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ thử thức món sầu riêng. Tính mời các bạn mà thôi mình lụm luôn các bạn ơi. Ok, chờ đợi thôi các bạn. Rồi, để mình lấy cây đã cao bổng của mình mới bẻ làm đôi ra nha các bạn. Ôi, cái thao còn gọi là ok các bạn. Xào lên. Finally. Đại tí nữa món này anh cho em miếng ha. Điện quá, cái món này ok lắm. Rồi. Mình thấy thiếu thiếu các bạn. Đầu bếp mà gọi là vua đầu bếp năm sao là nó phải có những cái hương vị lạ đúng không? Đại ơi. Chai này khui sao vậy em? Mình dặn ra thôi anh. À mình dặn vậy đúng không? Xuống hẳn lên nó dám vô cái máy quay á. Rồi, và đây là chai rượu dâu. Trời ơi. Lâu quá không được biểu diễn các bạn ơi. Thể hiện cái léo mà. Trời ơi. Quá quậy các bạn ơi. Thôi có gì anh em bổ hoài cho lâu lâu hứng quá. Giờ mình chờ nó chín thôi các bạn ơi. Đại ơi. Đại.
anh trai. Cầm cái trái gì hấu giúp anh đi. Không, em tin anh cho một miếng, anh hứa luôn. Nè, anh thể hiện cho mấy bữa nay em biết anh thích đất cập tạ rồi dữ lắm á. Để vẫn chơi được. Ha! Yeah! Vĩnh chắc nha, chặt mạnh lắm á. Rồi. Sao nữa? Thôi được rồi, được rồi. Yeah! Giỡn hoài. Hồi đó tôi nghe là hít tay công giờ là có cù chó công. Ghê vậy? Phụ con miếng nó gần nửa trái đi luôn kìa. Quá cơ hội rồi. Ăn miếng. Làm thêm trái nho đó bạn ơi. Chỗ này chín hả bạn? Quá mệt rồi. Rồi, mình ngồi ở đây thì hai thằng anh em của mình nó vô trong liều luôn rồi. Mà con tôm của mình nó chưa đổi màu nữa các bạn. Nên là bây giờ mình sẽ quyết định là đem con tôm qua đây nướng mồi nha các bạn ơi. Chứ tình hình này chắc phải 4 giờ sáng mới ăn được quá các bạn. Ở dưới thì thấy nó đỏ đỏ rồi đó. Không sao đâu, anh sẽ cứu em. Anh sẽ cứu em. Rồi, anh sẽ cho em nằm thả càng luôn. Đó. Trời ơi, dang rộng vòng tay chờ đón em. Rồi, bên đây thì sẽ xào đảo sơ các bạn ơi. Rồi, hôm nay thì đúng chất vô đầu bếp nha. Một mình sẽ chụm củi bên đây, rồi mình sẽ chụm hương bên đây nữa tầm 2 giờ sáng. Ngày mai mình về mình ngủ nguyên ngày là đẹp rồi các bạn. 2000 years later. Sau khi chờ đợi, cái nồi của mình bây giờ nó đã chín rồi các bạn. Wow, thật là hấp dẫn. Chưa bao giờ mà mình cảm nghĩ được mình nấu được một cái món ăn nó đỉnh như thế này các bạn. What the hell? Gấp con mực chích trước. Rồi kìa, khói kìa. Review chân thật. Ghê dữ vậy. Cái này mình chia sẻ thật 100% nha các bạn. Quá tuyệt vời. Trời ơi, mình nói thiệt các bạn, ngon thiệt luôn, mình không có xạo. Tại vì hồi nãy các bạn biết sao, mình bỏ đường khá là nhiều. Mà mình người miền Tây thích ăn đường đó. Ngon thật sự các bạn. Và tiếp theo sẽ là một con cua. Đó. Món này là dưa hấu ẩm cua. Đây là cua lông, lần đầu tiên mình ăn luôn nha các bạn. Thường ăn cua là người ta sẽ lột cái yếm này. Trời ơi, ngọt kìa. Ngọt ngọt ngọt. Nó đã lắm. Trời ơi. Để mình húp cái coi có vị gì nha các bạn. Lần đầu mình ăn cua lông thiệt luôn. Nóng quá. Nó béo béo, đắng đắng. Nói chung là ngon các bạn, béo béo đắng đắng, giống như cua hiền nhưng mà béo hơn xíu. Mình phải húp cái này nè, mình mới biết được các bạn. Đây đây nè, chỗ này có nè. Cảm giác vô mình hút nó giống như hột vịt giữa vậy đó. Nhưng mà nó đắng đắng chút xíu nha, đắng đắng tanh tanh xíu. Nói chung là tuyệt vời. Ăn cua xong thì mình sẽ tìm cái củ su hào các bạn. Tên hào là phải lụm củ su hào liền, bây giờ mình nghĩ chắc nó gục gục lắm các bạn. À đây đây đây. Trời ơi nó nghệ. Trời, cái này không phải mình nói xạo luôn. Mình bỏ tèn le tùm lum vô nhưng mà không biết sao cái nào nó cũng ngon chứ. Kiểu chắc là do nãy mình bỏ đường quá nhiều các bạn, nên cái nào nó cũng có vị ngọt ngọt chứ. Quá hợp luôn, mình miền Tây đó. Nó giống như hổ qua nhưng mà nó ngọt chứ nó không có đắng. Đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ là 11:20 luôn rồi nha các bạn. Hai thằng kia chắc nó vô chổng nó ngủ luôn rồi. Mình nghe nói tôm hùm Alaska này ăn á là phải dứt cái càng bự nhất. Đây cái này bự nhất nha các bạn. Đây chậm quá luôn. Nóng quá. Mình đỡ cái chảo của người đại luôn. Nói giờ này ngủ luôn rồi các bạn. Ây da. Rồi. Ngon á. Để mình để này qua đây. Mình cho nó tắm sình luôn chứ bây giờ hết chỗ để rồi. Còn cái chảo á mình sẽ đập nha các bạn. Đây. Nóng quá các bạn. Sau khi đập nãy giờ thì cuối cùng nó cũng đã bể. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức nó nha. Bẻ cái này đúng không? Trời ơi. Thịt dữ hả? Còn hơi dính xíu các bạn. Đập cá nó mới bể được.
Để các bạn ơi, thịt quá nhiều luôn. Nó giống như là một cái càng cua rất là nhiều thịt. Và đặc biệt là nó ngọt nha bạn. Thịt nó chắc nữa. Còn xì khói luôn à. Này mà có thêm miếng muối xanh nữa thì nhít nắp. Tới đây là mình xin phép ngừng các bạn. Mà review con tôm này chắc phải 2 tiếng nữa mới xong á. Ok, bây giờ review chỗ ngủ thôi. Rồi, đây là lều của đại các bạn ơi. Đại thôi còn gì để nói nữa. Giờ này chắc khò luôn rồi các bạn. Nhìn quá im ấm à. Và bên đây lều ăn các bạn. Cái gì? Rồi. Ăn ngủ bành càng các bạn. Hả? Không có gọi là ấy gì vô luôn. Nói chung là ở đây là thật sự là ở đây ngủ mình cảm thấy khá là phê. Tại nó không có mũi mà. Hầu như không có mũi. Ok. Và cuối cùng là mình. Đây. Đây là túp lều lý tưởng của mình nha bạn. À, là mình còn có cái mền nữa. Rồi, sau một ngày biểu diễn gọi là quá mệt làm vua đầu bếp thì giờ chắc là mình nằm xuống một phát là chắc chắn các bạn, chắc tầm 1 phút, 2 phút, 5 phút là mình ngủ luôn các bạn. Rồi, bây giờ thì mình ngủ và nếu mà trời có mưa hay gì thì mình sẽ cập nhật nha. Ok, bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Trời sáng rồi các bạn ơi. Nói chung là tối hôm qua là mình ngủ rất là ngon các bạn. Tuyệt vời. Chắc do mệt hay sao. Giờ mình đi qua mình coi hai thằng kia nó ngủ sao nha các bạn. Ơi. Gì vậy? Dạ không, tối qua ngủ im không? Im không? Nằm một giấc tới sáng luôn. Nhưng mà đừng có rung vậy nha. Nó động nước nè, coi gió nè. Oh my god. Hèn gì. Mau dễ tỉnh phải đúng không? Ờ, rửa mặt. Rửa mặt luôn. Này thôi chắc khỏi nói các bạn, ngủ liều này chắc quên thôi luôn. Yeah, nhìn nó hoành tràng à. Em yêu ơi. Em yêu. Sao phê không em? Rồi, và buổi sáng thì tụi mình cũng sẽ chơi bingo để ăn sáng nha các bạn. Và lực chơi bingo sáng nay thì nó rất là cơ bản thôi. Ở đây mình có 5 món: Pepsi, dưa leo, trứng, tương ớt và sandwich. Ở sau lưng mình là có con Tú nó đang đứng các bạn. Và nó sẽ sắp xếp 5 món này theo thứ tự gì đó mình không biết. Nhưng mà nếu ai ở trên đây tụi mình sắp đúng theo thứ tự của Tú là sẽ được món đó. Giống như giờ Tú nó sắp cái Pepsi ở đây đi, mình cũng sắp Pepsi ở đây là mình được lon Pepsi. Đó, còn ví dụ như mà Ân có 5 món này mà Tú nó xếp 5 món y như Ân vậy thì Ân được bingo. Chính xác. Còn nếu mà như Đại nó sắp xếp vậy bạn mà không có trùng món nào với vị trí của Tú ở dưới thì xuống dưới sinh tồn chứ sao giờ anh trai. Trời ơi, dạo này sao hiểu dữ ta. Thôi. Rồi, mọi người hiểu lực chưa? Rồi, hiểu được chơi rồi. Rồi, bây giờ thì tới lượt Tú làm gì các bạn. Rồi, bây giờ Tú sắp xếp cái món Tú ơi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ sắp đồ ăn cho mấy bé ăn nha. Rồi, ok, mình đã xong rồi nha. Rồi, Tú xong rồi, bây giờ tới lượt ba anh em mình 1 phút 30 giây nha. Ok không? 1 phút 30 giây, bắt đầu. Bên đó là mình nghĩ Tú nó sẽ cầm dưa leo đến đầu, nó thích ăn dưa leo lắm. Trứng nè, trứng thì chắc để dưới cuối nè. Còn mình thì mình thấy là thế nào theo cái tay thận là sẽ để lon nước ở bên đây để uống. Đó. Tiếp theo dưa leo. Tôi xếp theo mà ít bảo nha. Mình phải cố gắng game này mình bingo mới được. Hôm qua giờ mình chưa được biết một lần bingo là như thế nào luôn các bạn. Đại 2 lần rồi. Hào 1 lần rồi. Mình chưa có lần nào. Vậy thôi lỡ rồi không full không lần luôn đi. Tôi xong rồi đó. Ông xong, xong rồi. Chưa? Xong rồi. Ok. Xong rồi. Và bây giờ hồi hộp hấp dẫn hơn thì mình sẽ cho Tú đọc theo thứ tự từ trái sang phải nha các bạn. Món đầu tiên. Dưa leo. Oh my god. Trái dưa leo. Gặm luôn em.
gì? Ăn sáng ít dạ, lỡ hồi em được con trái dưa leo không sao? Rồi 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 rồi, tiếp tiếp đi, tiếp đi. Số 2 tôi. Món thứ 2. Pepsi không calo. Yeah! Má cỡ luôn. Mày chờ, tôi nghĩ nghĩ rồi mà. Làm sao vậy? Rồi tiếp đi, tiếp đi. Tôi cần một món ăn. Món thứ 3. Sandwich. Hai món. Ê, có lúc nào. À. Làm sao nữa? Tiếp tôi ơi. Món thứ 4. Tương ớt. Ừ mày ghét cho tôi xin nha. Làm rồi. Và món cuối cùng đó là trứng ốp la. Không. Ủa? Thằng Hào không được món nào luôn kìa. Hay rồi ông ơi. Tú dàn xếp hay gì ta? Này không được rồi các bạn ơi. Chung là kỳ vậy ta mình. Tình anh em ta đi đến khắp muôn nơi. Thôi kệ các bạn. Đúng y như cái buổi tối luôn. Tôi lại tiếp tục cô đơn mọi người à. Và sáng nay thì mình đón đúng được 3 món. Và mình được ăn sandwich nè. Chấm với miếng tương ớt. Bé béo, ngọt ngọt. Tương ớt béo béo ngọt. À quên, sandwich nó ngọt sao. Sandwich nó béo không mà nó bơ á. À quên, đừng chấm tương ớt mà ngọt. Thêm cái tự... thêm một ít Pepsi không calo vô. Trời ơi, buổi sáng đồ ăn có, nước có, quá là hài lòng luôn các bạn. Nói chung là thật sự là cái này mà 5 món mà sắp trúng rồi thật sự rất là khó luôn không? Bingo. Thật sự rất là khó nên là... Thôi đừng có buồn. Cảm ơn Đại rất là nhiều nha. Và đây là lần đầu tiên mình dẫn chuyện nên là nếu mà có sai sót thì mong các bạn thông cảm bỏ qua nha. Ok, tụi mình xin phép được kết thúc video tại đây. Anh em nào yêu thích series 24 giờ cắm trại thì nhớ like mạnh tay các bạn. Và thương ba anh em mình thì đăng ký kênh đó, mình cảm ơn thôi nhé luôn. Yeah. Ok, bye bye và xin chào tạm biệt. 300k like kích hồng yêu nha mọi người. Gì vậy?